Ôi là trời. Ờ, thiết kế được anh cái cây bắt bướm đi. Nhanh lên. Đúng rồi. Còn cái cổ nè. Em ỉ cánh em to hơn chị là chị sợ em sao? Hả? Hả? Chị quất em thôi. Trời ơi, thiệt luôn á hả? Ôi là trời. Em đổi da được không? Trời ơi. Trời. Đầu tư quá vậy. Anh với người đừng phân bì như hay. Thôi anh ra đâu. Anh càng xấu càng tốt. Vậy cái đó là gài lên trước anh. Mà nó gài lên trước bị xấu nên bệnh. Thôi gài lên trước thì sao em cho nó mới thì nó mới cưng lại được. Bắt buộc phải gài thôi. Anh không em không số rồi. Chắc luôn hả? Không. Sợ bướm luôn. Ủa, anh tưởng cái cánh bự nó nằm trên nó chơi rồi cái này bay không cái này nằm dưới đất này tổ thiết kế đưa anh cái ờ đúng rồi đúng cái đó bị ngược ờ tổ thiết kế đưa anh cái cây bắt bướm đi nhanh lên. Cái cánh rồi. Trời ơi, cô ơi. Em bay được. Không bay nổi rồi. Trời ơi, trời ơi. Là trong đúng không? Cái này còn cái cổ nè. Ủa? Lỡ rồi anh đây đây đây. Đây đây đây. Bay đúng mệt mỏi quá. Bay đúng mệt đi bay đây. Em đang bay. Em lắc mình dưới đi bay. Mẹ. Em ỉ cánh em to hơn chị là chị sợ em sao? Hả? Hả? Chị quất em thôi. Không, không còn phút dễ sợ. Thì luôn á. Ôi, dưới đường khoa đi kìa. Không nhìn địa bàn. Tránh ra đi, đừng có thảo phai. Đừng có bước kia.
Rồi xịt mũi. Nhưng mà xịt xịt cho mấy đứa nhỏ không cắn lên tấm mặt của chị đó gì vậy? À, chị cắn cái đặc biệt. Thank you.